Bác ơi, trong chùa đây à? Dạ vâng ạ. Thế là chùa này là tên là chùa gì bác nhỉ? Dạ chùa này là tên chùa Bụt ạ. Chùa Bụt à? Vâng. Bác kể một chút về cái tiểu sử của chùa này được không? Cái chùa Bụt thì ngày xưa thì các bà cũng không gió được, bây giờ thì thấy tôn tạo lên các bà cũng biết tôn tạo lên. Còn ngày trước là ở xã Hoàng Trường đây vẫn có một cái chùa Bụt. Vâng. Vâng, ở giữa xã. À vâng, trước là ở đây là vâng. cái xây chùa Bụt này trên cái nền đất của cái chùa Bụt cũ. Vâng. Đây là cái nền cũ là của ngài, ngài Đức À Thánh vâng. Cả. Còn chùa Bụt đây là cũng ở cái địa bàn của xã Hoàng Trường. À. À. Trước thì cũng ở đây thì cũng có nhưng mà không, sau cái thời mà chống mê tín dị đoan nó gì phá thì cũng không biết ở cái chỗ mua. À vâng. Thế là trên trên nền cái Vâng. chùa Bụt cũ. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn bác nha. Hòn Bò, chùa Bụt, điểm du lịch tâm linh không nên bỏ lỡ của xứ Thanh. Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, cách biển Hải Tiến khoảng 7 phút chạy xe. Nơi đây, ngoài lợi thế trời ban về cảnh quan thiên nhiên còn có những công trình gắn với lịch sử chiến tranh oai hùng của dân tộc. Đó là tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường và tượng đài chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Khu văn hóa, du lịch Hoàng Trường tọa lạc ngay cửa biển Lạch Trường, lưng dựa núi Linh Trường, mặt quay ra biển. Nơi đây từng diễn ra sự kiện chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1964, ngày giặc Mỹ dùng không quân, hải quân mở rộng chiến tranh leo thang ra miền Bắc, quân và dân ta, trong đó có bộ đội hải quân đã đánh trả quyết liệt, bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay, tàu chiến Mỹ. Cùng, từng hai lần bắn hạ máy bay phản lực Mỹ, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Hình ảnh các cụ bạch đầu quân, xông pha mưa bom, bão đạn, xả thân chiến đấu, đánh bại uy thế của không lực Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam, góp phần động viên toàn quân, toàn dân không quản hy sinh, gian khổ, đi đến chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến tranh thần thánh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất. Ghé thăm khu du lịch tâm linh Lạch Trường, trước khi đến núi Hòn Bò, chùa Bụt, du khách sẽ qua tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường, nằm gần Ủy ban Nhân dân xã. Tượng đài được xây dựng bằng đá xám, uy nghi, bề thế trên một khu đất bằng phẳng, dựa lưng vào dãy núi Linh Trường hùng vĩ. Với hình ảnh cụ Lão Dân Quân quắc thước, oai hùng, tay giơ cao chiếc kính ngắm pháo cao xạ, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng về phía trước. Nơi đây, từ lâu đã trở thành điểm dâng hương, tri ân các bậc tiền bối anh hùng, nơi giáo dục lòng yêu nước, nhắc nhở về truyền thống anh hùng của quê hương Hoàng Hóa đối với các thế hệ trẻ. Tiếp đó, đặt chân đến Hòn Bò, du khách sẽ chiêm ngưỡng tượng đài ghi dấu ấn chiến công oai hùng, chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Cùng với đó, nơi đây còn có đền Tam Quan mới được trùng tu, tôn tạo to đẹp, khang trang, hiện đang lưu giữ bộ xương cá voi khổng lồ. Đền được xây dựng từ xa xưa, mỗi khi ra khơi, về bến, ngư dân đều vào dâng hương, cầu xin mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang, nhà nhà no đủ. Đặc biệt, trong dịp Xuân Tân Sửu vừa qua, xuất phát từ nhu cầu tâm linh cũng như nhằm phát triển du lịch, một công trình mới khá hoành tráng, to đẹp đã được xây dựng tại khu Hòn Bò, đó là chùa Bụt. Chùa Bụt mới được xây dựng dựa trên khu vực chùa Bụt cũ, với kiến trúc đẹp và khá lạ mắt, mang dáng dấp chùa Việt lẫn chùa Thái. Tọa lạc dưới chân núi Hòn Bò, lưng tựa núi, mặt quay ra cửa biển Lạch Trường, chùa Bụt mới mặc dù chưa chính thức khai trương, nhưng đã trở thành điểm tham quan, check-in của đông đảo du khách thập phương trong và ngoài tỉnh trong những ngày trước, trong và sau Tết. Ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Trường cho biết, công trình này do xã làm chủ đầu tư, được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa. Trong đó, có một phần không nhỏ do sư trụ trì quyên góp từ Phật tử bốn phương, một phần do các nhà hảo tâm cùng con em quê hương Hoàng Hóa từ khắp mọi miền cung tiến. Hy vọng với công trình điểm nhấn này, khu du lịch tâm linh, lịch sử Hòn Bò sẽ là nơi lui tới tham quan, chiêm bái của đông đảo du khách sau khi dịch Covid-19 được đẩy lùi. Bác ơi, trong chùa đây à? Dạ vâng ạ. Thế là chùa này là tên là chùa gì bác nhỉ? Dạ chùa này là tên chùa Bụt ạ. Chùa Bụt à? Vâng. Bác kể một chút về cái tiểu sử của chùa này được không? Cái chùa Bụt thì ngày xưa thì các bà cũng không rõ được, bây giờ thì thấy tôn tạo lên các bà cũng biết tôn tạo lên. Còn ngày trước là ở xã Hoàng Trường đây vẫn có một cái chùa Bụt. Vâng. Vâng, ở giữa xã. À vâng, trước là ở đây là vâng. cái xây chùa Bụt này trên cái nền đất của cái chùa Bụt cũ. Vâng. Đây là cái nền cũ là của ngài, ngài Đức à, Thánh vâng. Cả. Còn chùa Bụt đây là cũng ở cái địa bàn của xã Hoàng Trường. À. À. Trước thì cũng ở đây thì cũng có nhưng mà không, sau cái thời mà chống mê tín dị đoan nó gì phá thì cũng không biết ở cái chỗ mua. À vâng. Thế là trên trên nền cái vâng. chùa Bụt cũ. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn bác nha. Vâng. Thank you.
chùa Bụt Hải Tiến, ngôi chùa ở Hải Tiến nhất định phải đến. Chùa Bụt Hải Tiến là một trong những địa điểm tâm linh được nhắc đến nhiều vì vẻ đẹp nguy nga, nét cổ kính trầm mặc và không gian vô cùng yên tĩnh, thư thái. Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm tâm linh ở biển Hải Tiến nhưng chưa biết nên đến đâu, hãy khám phá ngay ngôi chùa ở Hải Tiến dưới đây, chùa Bụt Hải Tiến Thanh Hóa. Đến chùa Bụt Hải Tiến Thanh Hóa bạn sẽ cảm thấy tâm hồn thư giãn, cầu mong bình an cho cả gia đình và chụp nhiều hình ảnh lưu niệm với không gian biển rộng rãi, nhiều cảnh đẹp. Là một trong những ngôi chùa ở Hải Tiến mới được trùng tu và mở cửa đón khách du lịch tham quan đông đúc từ năm 2020 tại khu du lịch biển Hải Tiến Thanh Hóa. Chùa Bụt Hải Tiến thuộc địa phận xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nối với khu vực phía bên ngoài là bãi đá Hòn Bò nổi tiếng được du khách yêu thích. Ghé thăm chùa Bụt Hải Tiến, bạn không chỉ cảm thấy bình yên, thư giãn, chút bỏ gánh nặng mệt mỏi thường nhật, mà ở đây bạn còn có cơ hội tham quan, trải nghiệm không gian tâm linh với kiến trúc độc đáo, rộng rãi, nguy nga, xen lẫn nét đẹp bình dị và nghe tiếng sóng biển vỗ về vô cùng thư giãn, an yên. Bên cạnh ngôi chùa ở biển Hải Tiến nổi tiếng như chùa Hồi Long, chùa Bụt Hải Tiến được xem là ngôi chùa cổ có từ rất lâu đời, địa hình đẹp, không gian chùa rộng rãi cũng là nơi thờ tự tâm linh của người dân vùng biển. Ghé thăm chùa Bụt Hải Tiến Thanh Hóa, ngoài khu vực thờ tự các vị Phật Pháp, Tăng, Thờ Mẫu, đến đây bạn còn có thể ngắm bộ xương cá voi, một trong những vị thần linh thiêng bảo vệ ngư dân ra khơi mà người dân vùng biển tôn làm cá ông. Bộ xương cá ông được dân làng lưu giữ cẩn thận từ nhiều năm trước, khi có xác cá chết dạt vào bờ biển, người dân đã làm lễ chôn cất, sau đó thỉnh xương về thờ cúng cho đến nay. Với người dân vùng biển, chùa Bụt Hải Tiến không chỉ là địa điểm tham quan du lịch mà còn là nơi thờ tự linh thiêng, đầy kính trọng. Nhất là mỗi khi ra khơi, ngư dân đều ra đây thờ cúng, cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để có thể thuận lợi đánh bắt hải sản, bình an trở về. Là địa điểm tâm linh nổi tiếng, chùa Bụt Hải Tiến mở cửa quanh năm, nhất là vào dịp lễ Tết, nơi đây rất nhộn nhịp vì đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Vào mùa du lịch ở biển Hải Tiến, từ tháng 4 đến tháng 9 là lúc vào mùa cao điểm của du lịch, chùa Bụt Hải Tiến tiếp đón rất đông du khách đến tham quan, bạn có thể đến vào thời điểm này hoặc các dịp lễ rằm, mùng 1 hay các ngày Tết truyền thống của người Việt, chùa ở Hải Tiến, và nên chọn trang phục đi du lịch biển kín đáo, thoải mái để có thể đi lại dễ dàng. Điểm đặc biệt ở chùa Bụt Hải Tiến chính là có vị trí sát ngay bãi đá Hòn Bò, một trong những bãi đá tự nhiên check-in đẹp nhất ở biển Hải Tiến. Bãi đá Hòn Bò nằm ở khu vực phía sau chùa, có lối đi riêng giúp du khách vừa có thể tham quan vãn cảnh ngôi chùa ở Hải Tiến linh thiêng, vừa check-in khu vực bãi đá với không gian rộng lớn, kỳ vĩ được thiên nhiên ban tặng. Từ chùa Bụt Hải Tiến, nếu muốn tham quan thêm nhiều địa điểm vui chơi ở biển Hải Tiến, bạn có thể ghé qua cổng Lạch Trường, tượng đài lão dân quân Hoàng Trường, nhảy dù trên cao tại khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort Hải Tiến, hay xuống khu trung tâm biển Hải Tiến với nhiều nơi vui chơi giải trí thú vị. Chùa Bụt Hải Tiến Thanh Hóa là nơi linh thiêng, địa điểm đẹp, rộng rãi, du khách có thể tham quan thoải mái mà không mất bất cứ chi phí nào. Khi đến chùa, bạn nên hạn chế thắp nhang bên trong chùa để tránh ảnh hưởng đến tượng Phật, pháp khí, không thắp hương lên đồ lễ, tay tượng Phật. Chùa cũng có hòm công đức tùy tâm, bạn có thể cho bao nhiêu tùy ý. Điểm đặc biệt đây là đoạn cuối video, nhớ đăng ký kênh và like động viên mình nhé. Để mình ra nhiều vi, hay phục vụ các bạn. Chợ Thanh Hóa Online chúc các bạn có những giây phút vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh nha.